Cũng trong sáng nay tại Chiba, Nhật Bản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tham dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng. Cùng dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng và hơn 70 cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Hội thảo do Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và tập đoàn Mikazuki đồng tổ chức với mục tiêu giới thiệu môi trường tiềm năng đầu tư kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp Nhật Bản, chia sẻ trải nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang quan tâm đầu tư các dự án tại thành phố. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã điểm qua những nét nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh năm 2023 là cột mốc quan trọng khi hai nước Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc. Trong định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng tập trung phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, thông qua hội thảo, lãnh đạo thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ quan tâm lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tư kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai những dự án đầu tư, kinh doanh thành công tại thành phố. Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố và đại diện các sở ngành đã thông tin, trao đổi về các vấn đề mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm như thủ tục và chính sách ưu đãi đầu tư đối với việc thành lập bệnh viện quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, các điều kiện và lợi thế khi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp tại thành phố, so sánh và đánh giá môi trường sống và môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng với các địa phương khác ở Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thành Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Magus trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Metran và Tập đoàn Y tế Phúc Lợi Hesi liên quan đến triển khai dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thành Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Megos và Tập đoàn Minatorumirai liên quan đến triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Đà Nẵng.